để giúp cho mỗi người trở lại với đúng cái vị trí của mình, trở lại với sự an yên, trong lành của tâm trí và trở lại với cái bản chất nguyên thủy của mỗi con người, đó là lòng từ bi, thấu hiểu, bao dung, chan hòa với muôn loài, muôn người. Thì cái cách thức và các cái phương pháp mà các cái nhánh của đạo Phật chỉ ra thì nó rất là nhiều, rất là phức tạp. Và chung quy lại thì nó có hai cái điểm này mà mình thấy có thể tổng kết lại. Cái điểm thứ nhất đó là để mà tìm thấy đạt đến cái trạng thái bình yên, an yên nội tại hay tỉnh thức và giác ngộ này thì chúng ta cần phải hiểu đời, hiểu người, hiểu mình và hiểu bản chất của vũ trụ. Và trong các cái nhánh của đạo Phật này thì nó biểu hiện qua các cái lý thuyết hay những cái chân lý mà chúng ta cần phải hiểu, đó là hiểu về tứ diệu đế, về nghiệp, về duyên, về vô ngã vô thường. Nhưng mà ngôn ngữ thông thường của chúng ta đó là hiểu đời, hiểu người, hiểu mình và hiểu bản chất của vũ trụ. Và cái điểm thứ hai, hay là cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải nỗ lực rèn luyện để mà hướng tới tỉnh thức an yên và tìm thấy vị trí, tìm thấy giá trị của mỗi con người này, đó là chúng ta có thể tạm gọi đó là chánh độc, giải độc và thanh lọc độc. Có vẻ nghe nó hơi lạ, nhưng mà thực ra để mà giải thích một chút thì nó là như này. Đạo Phật nguyên thủy dạy cho chúng ta về cách chánh độc nếu chưa bị dính độc. Đạo Phật đại thừa chỉ cho chúng ta cách giải độc nếu đã bị dính độc, mới bị dính độc và còn đang có thể giải được. Thế còn đạo Phật Tây Tạng giúp cho chúng ta đi theo một cái hướng, đó là thanh lọc những cái độc tố nếu đã ngấm vào người lâu rồi. Thì nghe như vậy nghe nó có vẻ rất là khác so với những gì chúng ta có thể đã từng nghe, từng tìm hiểu. Và độc ở đây là gì? Tại sao lại là giải độc, chánh độc, thanh lọc độc mà lại còn độc nữa? Độc ở đâu? Độc là gì? Thì nếu như chúng ta có đọc về đạo Phật nhiều, chúng ta sẽ nghe nói đến tam độc. Và tam độc này thực ra là ba cái nhóm chính mà tổng hợp lại từ 84.000 trạng thái cảm xúc và cảm giác mà nó làm cho cái tâm trí, thân thể, bản thể của chúng ta không được bình yên, không được nhẹ nhõm, thoải mái, trọn vẹn, không là chính mình. Có nghĩa là các cái nhánh của đạo Phật này, các cái con đường tu này đang giúp cho chúng ta gỡ bỏ, thanh lọc, tránh khỏi 84.000 trạng thái và góc cạnh của những cái độc. Và những cái độc này là gì? 84.000 thứ này chia ra làm 3 nhóm thôi. À, 3 nhóm này đó là tham, sân, si. 84.000 trạng thái của cảm xúc và cảm giác, cả của thân thể lẫn tâm trí, nhận thức. Tất cả mọi thứ này được phân vào 3 nhóm, đó là tham, sân, si. Và các nhánh của đạo Phật, các con đường tu tập giúp cho chúng ta nhìn thấu và chuyển hóa những cái tham sân si này. Như vậy là gì? Tất cả những cái con đường tu tập, những cái đạo giáo, những cái nhánh khác nhau của đạo Phật và kể cả là các cái đạo khác, nếu như chúng ta đọc kỹ, tìm hiểu sâu, nó cũng sẽ cùng có những cái chung, những cái cốt lõi, đó là hai cái điểm mấu chốt này. Một, đó là hiểu đời, hiểu người, hiểu mình, hiểu về bản chất của vũ trụ này. Thứ hai đó là giải độc, thanh lọc hoặc là tránh độc. Ba cái độc này, tham sân si, đây là những thứ mà nó sẽ làm cho chúng ta quằn quại nếu chúng ta không có nhận biết, không có tách mình ra được khỏi chúng hay không thanh lọc được mình ra khỏi những cái vấn đề này. Hoặc là chúng ta nếu như không có những cái nhận thức, những cái hiểu biết đúng đắn về cuộc đời, về mọi người xung quanh mình, về bản thân mình và bản chất của sự vật, sự việc, con người, thì chúng ta sẽ bị lúng lúng trong những cái tham sân si này. Và cái việc mà để mà tìm thấy bình an nó rất là khó. Và các con đường đạo, các con đường tu tập á, thì họ gọi cái cách thức này đó là có thể là con đường bát chánh đạo đối với đạo Phật nguyên thủy, hay là sáu pháp tu để giải trừ các cái khổ ách, hay là lục độ ba la mật đa của đạo Phật đại thừa, hay là bảy phương pháp đến với giác ngộ thất giác chi trong đạo Phật là kim cang thừa, Tây Tạng gọi là kim cang thừa dòng đó. Thực ra là còn rất nhiều nhánh khác, nhánh Zen rồi
cái tiểu nhánh rất là chia ra rất là nhiều, và tất cả các cái con đường tu tập, tất cả các đạo giáo đều thực ra chỉ đang giúp cho chúng ta hai cái điều đó, đó là hiểu về bản chất của vấn đề, hiểu đời, hiểu người, hiểu mình, và thứ hai đó là tránh độc, giải độc và thành lực độc. Độc này là tham sân si, và độc này á, nếu nói đến là tham sân si, chúng ta nghĩ rằng nó chỉ nằm ở lĩnh vực là tâm trí và cảm xúc thôi, nhưng mà nó không chỉ có vậy, bởi vì là trong đạo Phật cũng có dạy đó là cái sự tồn tại của mỗi con người nó là sự hợp thành bởi năm ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trải nghiệm của kiếp người, một con người này được hình thành bởi năm thứ, năm yếu tố. Một là thân thể, hay là sắc, sắc uẩn thân thể này, hay là những cái hình tướng của bản thân mình và của những cái thế giới xung quanh mình. Và cái thứ hai đó là cảm xúc, cảm nhận, cảm giác, hay là thọ, thọ uẩn. Yếu tố thứ ba đó là những cái suy nghĩ, suy tưởng trong đầu mình, tưởng tượng về quá khứ, tương lai, hay là tưởng tượng hình dung về sự vật, sự việc, con người. Và nó bao gồm cái trí nhớ, tri thức và học thức của mình nữa, là cái này gọi là tưởng uẩn. Và cái yếu tố thứ tư đó là cái tâm ý của mình, hay cái động cơ của mình, cái ý muốn nó thôi thúc mình nói, nghĩ, hành động, cái thôi thúc. Thì cái này trong đạo Phật gọi là hành uẩn. Và cái thứ năm nó là cái thức uẩn, hay là cái trạng thái ý thức, nhận thức của mình này. Và cái thức uẩn này, cái trạng thái ý thức này, nó có 8 cái yếu tố của nhận thức ở trong đó, hay là đạo Phật gọi là bát thức. 8 cái yếu tố này nó có những cái nhận thức của năm giác quan, nhận thức của suy nghĩ, hay là tâm trí mà chúng ta hay nói đến, nó là bản ngã. Tức là cái ý thức, cái biết sinh ra khi mà những cái giác quan này tiếp xúc với những cái pháp trần. Nghe nó rất là phức tạp, nhưng mà chúng ta chỉ cần nôm na hiểu rằng là có 5 cái giác quan này, và thêm một cái đó là tâm trí và bản ngã này, và một cái nữa đó là cái thôi thúc tiềm ẩn, hay là nghiệp lực, hay là những cái hạt giống, những cái dấu ấn có từ trước, nó tạo nên cái thôi thúc đằng sau bản ngã và tâm trí này. Thì đây gọi là cái bát thức, hay là 8 yếu tố nằm trong cái thức uẩn này. Chúng ta vừa nói ngũ uẩn nha: thân thể, suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, ý định, ý đồ, động cơ, và cái nghiệp lực, hay là cái thôi thúc ẩn sâu. Thì mỗi con người là tổng hòa của năm cái ngũ uẩn này, năm cái thứ này. Và khi mà chúng ta nói đến cái con đường tu tập, hay cái con đường để mà tới được với cái trạng thái an yên, vui sống, chan hòa trong tổng thể, và không còn băn khoăn về mình, không còn phải đấu tranh vật vã với đời và với người nữa, thì nói tóm lại, nó là cái con đường mà chúng ta cần phải thanh lọc cái ngũ uẩn này, thanh lọc cái bản thể gồm có 5 cái yếu tố mà chúng ta vừa nói đến này. Khi mà chúng ta nói đến rằng là con đường và cách thức để giải thoát, để giải phóng mình ra khỏi những cái đau khổ, những cái bám chấp nhầm tưởng vô minh, thì chúng ta bị bám chấp vào cái từ giải thoát và cái từ đạt đến. Chúng ta nghĩ rằng là để mà không còn quằn quại, không còn dằn vặt ở đời, chúng ta phải giải thoát mình ra khỏi bản ngã về tâm trí, giải thoát mình ra khỏi cái đời sống trần tục, vân vân, để mà đạt đến một cái sự giác ngộ cao hơn, đạt đến một cái trạng thái bình yên trọn vẹn. Chúng ta bị mắc vào hai cái chữ đó là đạt đến và giải thoát. Và chúng ta vì thế nghĩ rằng là mình phải nhấc mình ra khỏi cái hiện thực này, đến một cái hiện thực khác, nhấc mình ra khỏi cái hoàn cảnh sống này. Làm thế nào để chạy trốn khỏi những cái gì mình đang phải đối diện trong cuộc đời này, thì mình mới được giải thoát. Bởi vì cái từ giải thoát nó làm cho cái tâm trí mình tưởng tượng ra rằng mình phải thoát ra khỏi cái chỗ này, thoát ra khỏi cái hoàn cảnh sống hiện tại này, để nó khác đi. Và cái từ đạt đến này nữa, đạt đến một cái trạng thái an yên, đạt đến một cái trạng thái giác ngộ, đạt đến một cái bình an nội tại, tỉnh thức dài lâu. Cái từ đạt đến này làm cho chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta phải phải đạt đến một cái nơi nào đó, một cái chỗ nào đó, một cái cấp độ nào đó, ở đâu đó.
Chúng ta bị mắc kẹt trong hai cái chữ giải thoát và đạt đến mà không nhận ra rằng thực ra tất cả những cái con đường tu tập, những cái bài giảng, những cái triết lý nhân sinh quan cổ đại đều chỉ đang dạy cho chúng ta đó là thanh lọc và thay đổi chính lời nói, suy nghĩ, hành động và lối sống của mình ngay bây giờ. Không phải là giải thoát ở đâu cả, không phải là đạt đến đâu cả, mà là thanh lọc chính cái bản thể này, ngay tại đây, ngay lúc này, ngay hôm nay, bắt đầu từ hôm nay. Thanh lọc ngũ uẩn, tức là thanh lọc cái thân thể này, thanh lọc những cái suy nghĩ này, thanh lọc những cái cảm xúc, cảm giác mà mình không thích này, thanh lọc những cái động cơ ích kỷ của mình này, và thanh lọc những cái thói quen đà đẩy của nghiệp lực. Thanh lọc là gì? Là những gì đang như thế này rồi nhưng mà nó chưa được thực sự sạch, chưa thực sự cân bằng, chưa thực sự ở cái trạng thái mà mình cảm thấy hài lòng, dễ chịu, thì mình sẽ thanh lọc những gì nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, thanh lọc để nó trở về với một cái trạng thái thuần khiết, cân bằng, an yên, trọn vẹn ngay tại đây, ngay tại cái thân thể này, ngay tại cái nơi mình đang sống này, ngay tại cái cuộc đời này, kiếp người này, chứ không phải là để giải thoát khỏi cái thân thể, khỏi cái hoàn cảnh sống, khỏi cái môi trường công việc mình đang làm, khỏi cái kiếp người này, để đạt tới một cái nơi gọi là niết bàn, hay một cái nơi gọi là một cái tầng 5D, 7D, 12D gì đó. Không có. Đấy là những cái nhầm tưởng mà tâm trí của chúng ta bị bám chấp vào khi mà chúng ta nghe thấy từ đạt tới, khi mà chúng ta nghe thấy từ giải thoát. Bởi vì mình nghĩ rằng nó không ở đây. Thế nhưng khi chúng ta hiểu ra cái bản chất của vấn đề, tất cả mọi con đường tu tập, tất cả mọi cái kiến thức mà chúng ta học được từ đạo, từ pháp, từ các vị thầy, nó đều là giúp cho chúng ta hiểu ra bản chất của vấn đề, hiểu ra bản chất của chính mình và của cuộc đời. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là gì? Thanh lọc. Thanh lọc ngũ uẩn này, thanh lọc năm cái thứ tạo nên mình này. Và thanh lọc được dần dần rồi ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận biết được khi bắt đầu nạp vào những cái gì nó là độc. Mình bắt đầu nhận biết được nó không chỉ là nó có, bây giờ ấy, nó có sẵn trong mình đã có những cái cảm giác khó chịu quằn quại. Nó có thể là khó chịu quằn quại trên thân thể, biểu hiện ra là bệnh tật, hay khó chịu quằn quại trong cảm xúc, trong suy nghĩ, trong cái cảm nhận của mình thôi. Tức là độc nó đã trong người rồi, nó đã ngấm vào mình quá lâu rồi, cả kiếp người này và có nhiều kiếp trước nữa. Thì có nghĩa là mình cần có cái quá trình thanh lọc. Và khi bắt đầu thanh lọc bớt, mình sẽ bắt đầu nhận biết được khi mà mình bắt đầu nạp vào những cái thứ là độc đó, để mình nhận biết được ngay và giải giải tỏa, giải độc ngay cái lúc mà mình mới tiếp nhận nó vào. Và khi mà mình còn thanh lọc được hơn nữa thì thậm chí mình sẽ biết được những cái nào là độc và mình tránh nó luôn từ đầu. Thì đây thực ra đấy là cái con đường mà đạo Phật dạy, ba cái nhánh của đạo Phật. Thì không có cái nào hơn cái nào, mà chỉ có cái là nhiều khi chúng ta bị lậm quá sâu vào những cái kiến thức và những cái biệt ngữ, những cái học vị, những cái cấp bậc của kiến thức mà chúng ta không thấy được bản chất của vấn đề. Bản chất ở đây đó là gì? Hiểu rõ vấn đề, hiểu được bản chất của vấn đề và thanh lọc được năm cái yếu tố tạo nên mình này, thì cái trải nghiệm trong cuộc đời này nó sẽ khác. Và không phải là chúng ta sẽ dành ra 10 năm, 20 năm để mà cố đi học, để mà hiểu được và để mà thanh lọc rồi đến một lúc chúng ta sẽ cảm thấy an yên, mà là trong cuộc sống mỗi ngày, những cái tương tác, những cái sự việc, những cái hoàn cảnh chúng ta gặp, chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng vào, nhận biết được đâu là những thứ nó làm cho năm cái yếu tố của cái bản thể của mình sẽ bị nặng, bị khó chịu, bị căng thẳng, bị gồng lên, để mà chúng ta lựa chọn lời nói, suy nghĩ, hành động, hay là lựa chọn những gì chúng ta nạp vào thân thể và tâm trí ngay tại lúc đó, để sao cho nó không tạo ra cái cảm giác nặng nề, mệt mỏi, căng thẳng, ức chế, bất mãn đó. Cho nên là cái việc tu tập ở đây ấy, thực ra không cần thiết là chúng ta phải đi theo học quá nhiều kiến thức, quá nhiều biệt ngữ. Thực ra như vậy chúng ta có khác nào đi học một ngôn ngữ mới để mà hiểu được những cái biệt ngữ đó trước, xong bắt đầu áp dụng và dần dần. Nên chúng ta có thể mất 10 năm, 20 năm, 30 năm vẫn không hiểu, vẫn không thấy đạo gắn với đời. Mà cái việc hiểu này chúng ta áp dụng ngay vào từng ngày, từng hoàn cảnh. Mỗi ngày chúng ta soi chiếu lại xem là có những cái sự việc
những cái tương tác nào làm chúng ta khó chịu, nó là cái độc nào, và chúng ta phải làm gì để giải độc, để thanh lọc hay để tránh độc. Mà thực ra thì dùng cái từ độc ở đây thì nghe nó cũng hơi có một cái sắc thái tiêu cực và một cái sắc thái chỉ trích nào đó. Chẳng qua là mình đang dùng cái ngôn ngữ của đạo Phật để chúng ta có thể liên kết được giữa cái nội dung này. Nếu như chúng ta sau này hoặc đang nghiên cứu về đạo Phật, chúng ta sẽ thấy được tăng độc và sẽ thấy được những cái con đường bát chánh đạo, rồi con đường ba la lật mật đa, vân vân. Thì tóm lại là chúng ta cần nhận biết được tham sân si của chính mình trong cái tương tác hàng ngày. Và những cái tham sân si này nó rất là vi tế, bởi vì ban đầu chúng ta rất là khó chỉ tay vào chính mình, mà chúng ta chỉ có thể chỉ ra bên ngoài mà thôi. Chúng ta nhận biết được ở người khác là họ đúng là tham lam, họ đúng là ích kỷ, họ đúng là sân hận thế này thế kia, ngu muội vân vân. Nhưng mình không chỉ được vào chính mình. Vì thế nên đa số những cái nội dung trong các cái bài giảng mà mình đã chia sẻ để giúp cho mọi người nhận ra dần bản ngã của chính mình. Mình rất tham, mình rất sân, mình rất si. Và mình cần phải nhìn được vào chính mình đã. Và mình dần dần sẽ nhìn thấy thế giới này nó là cái tấm gương phản chiếu cho mình mà thôi. Phản chiếu mình đó là tại sao mình có cái cảm xúc khó chịu đó. Bởi vì mình đang tham, hoặc mình đang sân, hoặc mình đang si, hoặc tất cả các cái đó cộng vào. Chứ còn không phải là bởi vì họ như thế nào cả. Thế thì bây giờ chúng ta vừa nói đến nó là tất cả các cái đạo, tất cả con đường tu tập nó chỉ chung quy lại có hai điều. Một là nhận thức đúng, có nghĩa là hiểu về bản chất của vấn đề, hiểu về chính mình, hiểu về mọi người, hiểu về cuộc đời. Và hai đó là thanh lọc độc, giải độc hoặc tránh độc. Vậy bây giờ làm thế nào? Và đây là cái mục tiêu và lý do mà mình tạo nên một cái buổi sinh hoạt hàng tuần này, để có thể tạo ra một cộng đồng nhận thức được những điều này và bắt đầu cùng đưa vào cái lối sống của mỗi người, mà chúng ta có thể gọi là lối sống thanh lọc hay lối sống tỉnh thức. Có nghĩa là chúng ta cần ý thức được những điều gì là những điều chúng ta cần thanh lọc, cần thay đổi, cần chuyển hóa trong đời sống của mình. Nó rất nhiều khía cạnh, bởi vì nó liên quan đến năm cái yếu tố hình thành nên mình. Nó không phải chỉ mỗi thân và không chỉ mỗi tâm, nó có nhiều thứ khác nữa. Và nên là có rất nhiều những cái gạch đầu dòng mà chúng ta nên hiểu rõ và tích hợp vào cuộc sống đời thường. Và những cái buổi như thế này giúp cho chúng ta nhắc nhớ đến cái việc mà chúng ta cần phải hướng tới, đó là thanh lọc lối sống, đó là lối sống tỉnh thức. Chứ không phải là để đạt đến một cái điều, một cái điểm tỉnh thức nào ở đâu, và cũng không phải là để mà đạt đến một cái trạng thái hay một cái sự giác ngộ nào cả, và cũng không phải là để giải thoát. Có thể bạn đang bị trầm cảm, có thể bạn đang bị bệnh ở trên thân, có thể bạn đang rất bí bức khó chịu với cuộc sống hiện tại, với chính bản thân mình nữa. Và chúng ta nghĩ rằng giải thoát đó là chạy khỏi những cái này nhanh chóng. Không có con đường nào để trốn chạy cả. Mình vẫn ở đây thôi. Mình vẫn phải đối diện với những cái gì diễn ra hàng ngày, những cái tương tác hàng ngày thôi. Và vì thế, cái thứ chúng ta cần không phải là giải thoát để đạt đến cái điều gì đó, mà là cái chúng ta cần là cần thanh lọc ngay cái lối sống, những gì mà mình làm hàng ngày này. Có thể đó là những cái mà mình chăm sóc bản thân, có thể đó là những cái trong suy nghĩ, lời nói, giao tiếp, tương tác với mọi người. Có thể đó là một cái thói quen, lối mòn trong suy nghĩ. Hay cũng có thể đó là một cái lớp vỏ bọc mà mình đã khoác lên người, một cái hình ảnh bản thân mà mình đã luôn luôn như thế, rồi bây giờ mình thanh lọc nó như thế nào. Mình mong rằng các bạn hiểu những cái điều mà mình vừa nói. Đó là chúng ta cùng nhau thanh lọc lối sống, cùng nhau bắt đầu sống với một cái lối sống tỉnh thức. Không phải là như một người tỉnh thức, hay không phải là để mà tỉnh thức hơn, mà là lối sống tỉnh thức. Có nghĩa là gì? Lối sống mà chúng ta nhận biết được cái nào là cái thứ hữu ích, cái nào là không hữu ích, và chúng ta chọn luôn trong ngày hôm nay, chọn luôn trong ngay cái lúc này, trong một cái sự việc, một cái hoàn cảnh mà nó đang làm mình khó chịu chẳng hạn, chúng ta chọn lại luôn, biết rằng cái nào hữu ích, cái nào không hữu ích, để chọn lại luôn mà sống với nó luôn. Chứ không phải là để giải thoát khỏi cái vấn đề này, cái căn bệnh này, cái hoàn cảnh này, hay để đạt đến một cái trạng thái nào cao siêu ở đâu cả. Khi mà
Nếu như chúng ta đang ở trong một cái trạng thái ví dụ như bị trầm cảm hoặc đang bị một cái căn bệnh nào đó, bởi vì thực ra mình biết rằng những người tham gia ở đây có khá là nhiều người đang đối diện với những cái vấn đề này, hay những cái hoàn cảnh, những cái công việc mà mình cảm thấy nó không như ý, thì chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng những cái gì mà chúng ta cùng trao đổi, cùng chia sẻ, cùng hướng dẫn nhau qua những buổi này, áp dụng vào cuộc sống mỗi ngày, mỗi tuần. Và chúng ta có thể nên có một cái quyển nhật ký để nhìn lại mình mỗi ngày, mỗi tuần. Thì thực ra khi mà chúng ta gọi là thay đổi một cái lối sống thì cái kết quả của nó không phải là một sớm một chiều. Thực ra mình thay đổi mỗi ngày, thay đổi một chút, chút chút một mỗi ngày. Nhưng ví dụ ngày mai mình nhìn lại, mình nghĩ rằng mình chưa thay đổi gì đâu, và mình vẫn sẽ quằn quại trong những cái điều cũ mà thôi. Nhưng nếu 1 tháng sau, 2 tháng sau, mình nhìn lại, mình sẽ thấy có những cái biến chuyển rất là nhiều. Nếu như mình đặt nỗ lực vào cái việc chuyển biến lối sống, chuyển biến cách nghĩ, cách nhìn, cách hành động, hành xử, những cái lời nói, suy nghĩ của mình.